quên cho xả vào trong rồi. Thôi, có lá chuối, có mùi hương chuối rồi mọi người. Đáng nhẽ ra phải lót xả bên trong một chút xả để cho nó hương. Tức là hải sản luôn luôn phải có xả. Nhưng mà hôm nay mải làm có quên mất xả trong rồi. Anh ơi, phủ lên đi. Không, không cần phủ, tí nữa mình lật. Ui, tôm dây à. Vẫn sống. Tôm dây. Ui, thế bây giờ làm nào ấy? Làm nào? Kệ nó chứ, làm nào? Tôm dây được gãy mất cái này rồi. Hả? Phát đấy là phát dây cuối cùng ấy nhỉ? À, chắc thế. Uầy, cũng kệ, ra đi cho lại toát rồi. Vẫn sống được rồi nhỉ? À, nhấc lên. À, cho sang đây. Ui, khét rồi. Chị này, lấy một cái mâm đấy. Lấy cái mâm sang đây để bóc tôm đi lên. Đâu còn mâm đâu. Đấy, mâm đấy. À, sang đây bóc tôm. Wow. Bây giờ anh em mình bắt đầu khui hàng nhé mọi người nhá. Sang đây xem con tôm nhé. Hôm nay có đệ tử đi theo mọi người ạ. Ui, dạ. Chỗ tài gọi là món tôm hùm này cho đệ tử nó thử dụng. Ui, dạ. Đấy, thấy chưa? Ui, đỏ leo luôn anh nhỉ. À, ui, gãy mất cái. Ui, gãy càng rồi. Càng rồi. May không cháy anh nhỉ. Chị, tao nướng rồi. Thơm ấy. Ừ, có tí xả rồi đó. Chị biết con gì đâu. Con gì đấy? Con tôm. Con tôm ở đâu đấy? Con tôm gì? Chị ăn tôm không? Hoặc lại buồn ấy. Lại ốm à? Chị ốm à? Hả? Đấy, xin chào vừa ốm ấy. Wow, con này đỏ. Chào vừa ốm đâu phải đi học ấy. Đó, cho dịch sang đây để bóc nó ra. Con này nghe ok hơn, bao đệ quấn kỹ hơn mọi người ạ. Đấy. Ui, xin lỗi. Bọc rồi nghi ngút luôn. Nào, ui. Ôi, sao càng nó dễ dụ nha anh nhỉ. Ngon đấy. Con này giữ nguyên tiết này nhỉ. À, đi sang bên này thử thức đi. Đây. Em lấy gia vị nhé. Ngồi đây để bố cắt tôm nhá. Chị ăn cho nào. Bẩn à. Bẩn đâu? Nó ngon đến nơi bố bẩn. Nó vào bẩn chân đây này. À, bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức tôm hùm Úc nhá mọi người nhá. À, nó nếu mà mùi hương ấy thì nó sẽ không được thơm như hấp xả. Mình quên cho xả thế nên đấy. Bây giờ mình sẽ bóc con này ra trước. Cá ơi. Đây này, tôm lên này. Có ăn tôm con này. Xin này, ngửi thử xem cho. Ăn tôm không? Ngọt không? Ui à, ui. Trắng bông luôn. Ui ui, cay nó kìa. Giữ đi. Giữ đi tí nữa cay. Bảo quá. Đây, bố thổi cho nhá. Wow, đây. Đó, ăn không? Không bảo. Ăn thử xem. Không bỏng đâu. Ngon lắm. Cắn một miếng. Đâu, bố thổi đó. Ta xin thổi đi. Thôi. Đấy, cắn luôn. Ngon không? Ngon ạ. Ngon quá. Ngon. Đây, nó ăn rồi, ăn ngon rồi. Ây da. Wow. Mời tất cả mọi người nhé. Mình sẽ thử một miếng tôm Úc. Đây là lòng tôm này. Đây cái lòng tôm. Wow. Ngon không? Mời ăn thử chồng. Em phải ăn thử cái gạch nữa đây đó. Ngon lắm. Béo đấy. Em chấm gia vị hả? Cay á. Cay á? Ui xí này, nhìn này. Nhìn, ăn nào. Chú ăn tam như chó. Ăn đi. Ngọt. Chú ăn tam như chó. Ui, trong cái gạch này. Ăn không? Ngon lắm, cắn đi. Ui, không mang cái thìa. Gặm luôn. Gặm. Ui à. Ha ha ha. Tiếp nó này. Ăn cá. Cái gì? Ăn cá. Cá dưới nước. Cái tiết nó này ăn. Ăn tôm xong nó mới ăn cá. Ngọt nha anh nhỉ. Cái này phải có chia. À, tôm Úc. Ăn cũng na ná như tôm hùm bông nhá mọi người nhá. Tôm hùm Úc ăn na ná như tôm hùm bông và cái thịt nó chặt này. Đây, thấy chưa? Nó chặt kinh điển luôn. Nó không như những cái loại tôm khác nhá. Mẹ, cha vừa có ăn
mẹ ở nhà rồi, ra cho cô ăn. Mẹ ra rồi à? Đây, 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 xin đây. À, tôm hùm bà. Con này đầy thịt nhãi nhở? Đầy đạn thịt thơm. Ui, xòa. Ui, rồi đến tận đuôi luôn. Xã màn. Ui, ra, ra, ra. Mọi người thấy chặt thịt chưa? Xin đây. Ngoan nhìn chưa? Này, cái gì đây? Tôm. Cái tôm? Cái tôm để làm gì? Mày cuồng cứt. Con này, cái này nó cái... quen rồi mọi người ạ. Không được thế. Cái tôm đây là con gì? Con tôm để làm gì? Việc. Sao lại để làm việc? Thằng ngấm rồi. Thế con mai cái con lớn nó làm gì? Việc. Cắt vào chim nhá. Không. Thế chim để làm gì? Làm việc. Làm việc gì? Làm. Ừ. Wow, chặt, rất chặt thịt nha mọi người nhá. Nó cục thịt, nó cục 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 cục. Wow, thấy chưa? Đầy ẹ luôn lưỡi anh nhỉ? Đầy. Đây. Ui ui, nhìn này. Chuột. Wow. Đây là cái chuột nó này anh ơi. Thôi về ra cho nó. Úi, úi. Ruột ruột đến tận đít luôn. Anh ăn thử em nào. Hả? Mày ăn thử xem. Xem con xà sùng ấy này. Ui. Thôi cứ gặm cả miếng ăn cho nó. Ruột nó dai dai mà. Wow. Ngon á. Ngon. Ngọt không chim? Ngọt không? Ngọt không? Ngon hơn cá không? Hả? À, thấy à, ok. Ngon không? Nó bảo như thế này. Ngon không? Làm lại cho chú Dũng xem. Ngon không? Ok. Ok. Quá ngon luôn mọi người ạ. Ngon cực cực. Đó. Ai muốn ăn tôm hùm Úc thì cứ ghé phúc hải sản.com nhé. Hoặc là số điện thoại mình để dưới comment, à dưới mô tả nhé. Nó cực kỳ ngon luôn. Dài. Nhưng mà mọi người nên hấp. Ôi, hấp xả. Hết rồi á, đây rồi. Rồi, làm hẳn miếng to luôn. Dài thôi rồi đấy. Nhưng mà mọi người mua về ấy, thì tất cả các loại hải sản thì anh em mình đã review rồi. Thì mình khuyên mọi người nên hấp với xả thì sẽ ngon nhất. Giả dụ nướng như anh em mình ấy thì nó giữ được nước hơn ấy. Nhưng mà cái hương vị nó không được ngon như đấy. Ủa từ này. Nó rất là giòn nhá. Nướng này nó cái hương vị nó không bằng hấp xả. Ui, đỉnh không? À, đỉnh không? Ok luôn. Quá à. Ok luôn. Hả? Ui, xin này. Quá. À. Xin này, quả đuôi nó này. Ngon chua. Một cục thịt lạnh luôn này. Chà. Mà Dũng ăn xem nào. Dũng xem nào. Quá tuyệt vời luôn. Đâu, đấy là... Đấy là gạch tôm đấy. Gạch tôm đấy. Mày cuồng cứt à? Con này nó ngọt lắm rồi ạ. Nó cái... giòn. Mà con này nó sứt sứt anh nhỉ. Ừ. Nó sứt sứt hơn mà nhỉ, con kia. Như này. Thịt nó gần như kiểu thịt gà luôn này, xé à. Cút đây này. Không phải đâu. Đây này, tôm đấy. Đây này, đây trong này, đây này. Nó giòn ra cái tôm mùm ăn sao rồi ạ. Xin ma cơm. Michael ra có ra đồng cùng bố không? Đó. Thế Michael xin lớn xin làm gì? Quay phim đấy nhỉ? Hả? Quay phim. Ừ. Xin lớn xin làm gì? Phim. Phim. À, xin ăn phần nào đây? Cái phần giòn nhất là cái phần đuôi đuôi nhá mọi người nhá. Mà xin chút nữa. Đó. Đây. Không ăn tôm. Thế ăn gì? Ăn đập nhá. Đấy, đi đâu ấy? Bye bye nhá. Kéo ngã nhá. À, chuẩn bị nó tầm 2 phút nữa, 2 năm nữa, 1 năm nữa là mình sẽ cho nó ra đồng dạy cho nó bơi. Đó, cú xin cho mình nhá. Đó, trở về lại cái món tôm. À, về cái tôm hùm Úc này ấy, thì mình khẳng định với mọi người nhá, là cái chất lượng và cái độ ngon ngọt của nó ấy, và đối với như kiểu tôm hùm bông ấy thì gần như nhau luôn nhé mọi người nhé. Tương tự mà. À, tại vì tôm hùm bông ấy là cái loại tôm hùm khá là đắt đỏ. Giòn. Ăn ngon. Tôm hùm Úc này nó giòn, ngon. Nó thật ra là hay những cái loại tôm hùm đều rất là ngon này, thịt nó này. Mình xé còn dai nữa nhá. Để mọi người biết là cái độ giòn của nó như thế nào đấy.
cực kỳ giòn luôn nhá. Ngon. Nó chắc ăn sướng hơn mấy cái con tôm Alaska to to cả ngày nhỉ. Ừ. Thế nó mới chắc hơn mà. Ngon hơn nhiều. Tại vì sao? Mọi nơi đều có thịt. Rồi, mình sẽ cắt cái đầu ra mọi người xem nhá. Cái đầu nó rất là nhiều thịt luôn. Nó có mấy cái ruột cơ. Con này có sừng này. Có sừng mà, lúc nãy em bảo anh là có sừng mà. Ừ, có cả sừng, gãy. Nó vũ khí chiến đấu đua hết đằng trước nhỉ. Cái gì? Con này bị cắm sừng. Mắt nó đi. À. Ăn mắt nó đi. Cắt nó nhá. Cắt cho vào mắt nó. Ăn ngon không? Mắt tôm. Ừ. Ui, cứng à. Có gì không? Béo. Đấy, trong đấy thấy chưa? Đây là trong. Ây da. Đây là trong đầu con tôm nhá, mình sẽ cắt ra thêm một chút nữa cho nó dễ. Đây, đấy. Ấy, thấy chưa? Mọi người nhìn thấy gì chưa? Đó, thấy gì chưa? Cực kỳ nhiều đấy nhá. Nếu mà trong loại các loại tôm hùm thì mọi người nên chọn tôm hùm bốc à tôm hùm Úc nhá. Đó. Thịt đó này, thịt nó vẫn còn dính rất là nhiều ở trong trong cái phần đầu nhá mọi người nhá, ở bên dưới này. Nó mắc đây trong cái này này, không lấy được. Đây nữa này. Thấy chưa? Đây á. Toàn thịt không đấy. Đó, này mình tút luôn cả trên đầu nó luôn xem có thịt không nhá. Cắt ra đã. Ôi, thịt lên tận đây này. Rất là chắc thịt lắm, ngon lắm. Wow. Đó này. Bây giờ trên mạng đầy người cũng bán tôm hùm nhưng mà người ta cứ đăng lên mạng này. Ui dồi, đây con tôm à. Cho giá tan vỏ luôn mọi người. Tan nước rồi. Mọi người nên chọn những cái điểm uy tín. Về Phúc Hải Sản thì nói thật ra là anh em mình cũng đã review rất là nhiều sản phẩm của Phúc Hải Sản rồi. Mọi người cứ yên tâm, giao hàng đến tận giường. Tôm cứ rãnh đành đạch, cua rãnh đành đạch. Hải sản ấy là phải tươi sống mọi người ạ. Nếu mà nó chết rồi ấy thì thật sự không nên dùng. Vì khi nó chết rồi cái độ mặn của biển nó sẽ ngấm vào cái con hải sản ấy.